Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin muộn của buổi tối hôm nay. Buổi tối hôm nay thì kính thưa quý vị, Long xin gửi đến cho đại gia đình chúng ta qua bao nhiêu cái nội dung mà thưa thật với quý vị hiện nay đang nóng trên mạng xã hội. Long thấy mỗi ngày á là những câu chuyện này ở tại căn nhà kề số 4 này nó vô cùng phức tạp, và thậm chí nó còn lòi ra nhiều cái điều mà chúng ta không ngờ được. Thưa với quý vị, đó là câu chuyện mà hiện nay rất là nhiều số tài khoản đã chuyển vào cho cái số tài khoản của bé Vô Ơn, rất là nhiều nha quý vị. Thành ra bây giờ chúng ta không lường trước được cái chuyện này. Vì người ta họ đóng kịch, họ dựng lên một cái màn kịch quá hoàn hảo. Đúng là cái con quả đen này, bàn tay nó kinh khủng. Đúng là bàn tay lông lá của quả đen mà. Thì chính vì cái lẽ đó đó, thưa thật với quý vị, hiện nay có một số người rất là quan tâm về cái vấn đề này. Mà đa phần ai cũng quan tâm về vấn đề này. Thì thưa với quý vị, chính vì cái điều đó, mọi thứ nó đã vỡ trận hết rồi quý vị. Ai ngờ đã từng khóc lóc van xin và đã từng tuyên bố trước cộng đồng mạng là con chỉ nhận cái tình cảm, cái tình yêu thương thôi. Còn con không nhận bất cứ cái gì. Mà ngày hôm nay nhận cái gì trong tài khoản của mình trong suốt một thời gian dài như vậy? Mở tài khoản cũng không cho ai hay, và đóng tài khoản cũng không cho ai biết. Mà đóng cái gì? Là báo cáo đóng tài khoản thôi, chứ không phải là đóng tài khoản nha. Báo cáo đóng tài khoản nó khác. Còn đóng tài khoản nó khác, hai cái nghĩa này nó khác hoàn toàn. Nếu báo cáo đóng tài khoản là có nghĩa là anh chỉ báo cáo đóng tài khoản, nhưng mà người khác vẫn chuyển vào cái số tài khoản của anh được ha. Người khác vẫn chuyển vào cái số tài khoản của anh được. Còn khi nào mà anh đóng tài khoản á, có nghĩa là giống như là mình dùng cái từ vậy cho dễ hiểu quý vị nè, cái từ là hủy cái tài khoản đó, không mở nữa, thì tất nhiên á là người ta vẫn không chuyển vào được. Còn ở đây là báo cáo đóng tài khoản là nó khác. Hai cái nghĩa nó khác. Thì chính như vậy đó, người ta vẫn chuyển tiền vô được. Mà chuyển tiền vô được thì bây giờ liệu sao kê đi? Chứ đừng có lên tiếng vinh vang, phách láo yêu cầu người khác sao kê. Mình mang một ruột mà rồi cuối cùng kêu người khác sao kê. Làm sao người ta sao kê được? Mình chưa sao kê mà lấy đâu người ta sao kê? Đến bây giờ, bởi vì cộng đồng mạng nói là cái lúc mà ăn mì gói là cái lúc đó là tài khoản ad vô rất là nhiều đó. Đó quý vị, khủng khiếp chưa? Bây giờ liệu cả nhà mình có tin được, có tin được bà ngoại nữa không? Bà ngoại hiền lắm, bà ngoại không già lẩm cẩm lắm, không biết xài số điện thoại, không biết xài tài khoản, thậm chí bán hàng ai mua hàng cũng phải chuyển vô cho số tài khoản của em gái mình. Mà bây giờ lòi số tài khoản này của ai? Ai đứng tên? Và ai kêu gọi cộng đồng mạng để đưa vô? Rồi bây giờ sao kê đi? Sao kê đi rồi kêu cô Sáu sao kê? Mình chưa sao kê, mình kêu cô Sáu gì? Bây giờ ai lấy lại cái uy tín cho ai đây? Chắc cô Sáu lấy lại cái uy tín cho anh của cô Sáu quá. Bởi vậy nó thật với quý vị, mình làm một đường, mình nói một ngõ, con người không thể mà đo được, không có thước nào mà đo được lòng người, đúng không quý vị? Tôi thấy câu chuyện này quá ư là trơ trẽn.
và khủng khiếp quá. Một cái âm mưu kéo dài hơn một năm mấy trời mà không hề coi như rằng là mãi mai bất cứ một cái chi tiết nhỏ nào, để rồi cộng đồng mạng tin xóa gỗ, trong đó có tôi. Và đồng nghĩa rằng là đến bây giờ nhờ thám tử Cao, nhờ nhiều người như luật sư Kha, nhiều người khác nữa, và cộng đồng mạng cũng chung tay góp sức gửi những cái thông điệp này về, những cái báo cáo này về, để mà có cơ hội vạch trần ra, chứ không thì không bao giờ biết bao giờ mà tìm ra được cái nguyên nhân đó và tìm ra được cái lòng tham của những con người này. Thưa với quý vị, nó thật với quý vị á, đến bây giờ đó tôi mới thấy là mỗi khi mà vạch trần ra cái sự thật gì đó là quả đen lên tiếng tấn công dữ dội, chửi hổn dữ dội lắm. Đó làm gì? Để mà phủ đầu, phủ sóng người ta, nhằm che đậy đầy cái xấu xa của mình. Nhưng mà không ngờ, trời ơi, cộng đồng mạng bây giờ biết hết rồi. Không còn gì nữa đâu. Đừng có phép, đừng có láo, đừng có dốc, đừng có lừa gạt nữa. Không được. Nó thẳng là không có được. Rồi, quý vị thấy không? Bởi vậy âm mưu đến cỡ đó mà làm sao không đá những người như chúng tôi ra? Nếu mà để như những người chúng tôi ở trong cái tem này, hay là trong cái câu chuyện này, cái drama này, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ phát hiện ra. Nhưng mà không ngờ đá ra rồi chúng tôi cũng vẫn phát hiện bình thường. Dù có đá ra rồi cũng phát hiện, không đá cũng phát hiện, mà có đá ra cũng phát hiện. Ha. Bởi chính vì lẽ đó đó, rất là sợ luật sư Kha và rất là sợ chúng tôi. Nhưng mà bây giờ dù có sợ rồi, con đường đó cũng phải đi đến thôi. Cũng phải đi đến thôi, Hòa Đen ơi. Thế nào rồi mày cũng phải chui vô trong rọ đó. Sẽ có những anh áo xanh, anh săn sóc, anh lo lắng hàng ngày, anh cho mày ăn mày uống. Chứ không là bay tầm lum tà la ra thì cuối cùng khổ nữa, đúng không? Khổ nhiều người khác, nhiều người khác khổ nữa đó. Thành ra là chắc chắn lần này cũng phải chăm sóc kỹ chứ đâu có bỏ được, đúng không quý vị? Nhớ nha, Hòa Đen, đừng làm những điều gì ha, đừng bao giờ làm những cái điều gì mà qua mặt được cộng đồng mạng nha. Không bao giờ qua được đâu. Đó. Rồi bây giờ ở bên kia chỏ mỏ về bên này chửi, chửi đi. Nhưng mà mày chửi xong rồi nhớ là đừng có về Việt Nam nha. Chứ về Việt Nam là cái ông chủ cái sắt đó ông qua đó. Tôi sẽ là người tài trợ cho ông qua đó. Nói thẳng luôn. Tài trợ cho ông qua đó. Ông tìm cho được cái con quả đen này nè, để ông đem về, ông báo cáo để ông, để cho có người nhốt đầu nó lại, cho để nó bay đi tầm bậy tầm bạ, rồi nó phá làng phá xóm, nó ôm cái xác người này, nó ôm cái xác người khác, là khổ nữa. Có phải không đầy gia đình? Rồi còn bây giờ riêng về bà ngoại, bé bà ngoại á, bây giờ kinh doanh người ta đã hiểu rõ được cái bản chất thật của mình rồi. Không kinh doanh gì được và cũng không làm ăn gì được hết. Người ta đã tẩy chay hết nhiều lắm rồi. 70-80% rồi quý vị. Bây giờ chỉ có ngấp rùi thôi. Giờ thì đang có thời gian đi, muốn đi đi chỗ này chỗ kia để tạo dựng cái hình ảnh. Mà hình ảnh chi ở đây? Đâu có hình ảnh gì đâu tạo. Hồi xưa giờ bản chất sao thì nó y chang vậy, nó chứ có gì đâu tạo. Không có gì để tạo hết quý vị. Thì thôi đừng có bao giờ mơ hồ nữa. Đừng bao giờ mà mình tự vỗ ngực xưng tên, tự coi mình là đỉnh cao của cái như là thiên hạ. Đừng bao giờ mà ra vẻ ta đây ha, nghiệp quật tới nơi rồi, bây giờ lo mà cái như là thoát thân đi là vừa. Chứ ở đó bao nhiêu cái chuyện tranh chấp tài sản, tất cả mọi thứ bây giờ còn gây cấn gấp ngàn lần lúc xưa, chứ không phải đơn giản ha.
Đó là câu chuyện mà Long muốn chia sẻ với đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi tối hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long xin chân thành cảm ơn đại gia đình và đại gia đình đã ủng hộ Long suốt thời gian qua. Và mong đại gia đình chia sẻ, ủng hộ cũng giống như đăng ký kênh, rồi chia sẻ kênh và nhớ cho Long một like. Long xin chân thành cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào.